Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là vẽ đồ ăn bánh bằng bút chì và tô màu bằng bút dạ quang các bạn. Mời các bạn theo dõi mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái bánh nha. Đây thì mình có một tờ giấy trắng nha. Và một bút chì. Và mình sẽ vẽ các bạn một cái bánh, hai cái bánh. Dễ thương các bạn, thấy không? Rồi chúc các bạn có những clip thật là hay nha. Nhớ like và chia sẻ kênh cho mình nữa các bạn. Nhớ like ủng hộ kênh cho mình nha. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.